hơn 1.350 người chết vì tai nạn giao thông trong 2 tháng đầu năm 2019. Số liệu từ Bộ Công an và Ủy ban An toàn Giao thông Việt Nam đưa ra hôm 28 tháng 2 cho thấy, trong 2 tháng đầu năm nay, có hơn 1.350 người tại Việt Nam đã bị thiệt mạng vì tai nạn giao thông. Số người bị thương do tai nạn giao thông gây ra lên đến gần 2.200 người. Thống kê cho thấy, có hơn 2.800 vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cả nước trong tháng Giêng và trong tháng Hai. Riêng trong tháng Hai, con số này lên đến gần 1.300 vụ, khiến 627 người chết và hơn 1.000 người bị thương. Ông Khuất Việt Hồng, Phó ban An toàn Giao thông Quốc gia Việt Nam cho biết, có những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng không chỉ làm chết người mà còn gây thiệt hại về vật chất rất lớn. Tình trạng đường xá tồi tệ, đầy ổ gà, ổ voi cùng với luật giao thông không được tôn trọng là những nguyên nhân chính dẫn đến những thiệt hại nhân mạng nghiêm trọng vì tai nạn giao thông. Ngay cả những con đường mới được xây nhưng do nạn rút ruột nên không bao lâu sau đã bị nứt, bị ổ gà, ổ voi gây nguy hiểm cho người chạy xe đi đường. Tình trạng đường sá nguy hiểm, trách nhiệm thuộc về ai?